Năm 2023, Cristiano Ronaldo đã chấm dứt thời gian thi đấu tại châu Âu để gia nhập đội bóng câu lạc bộ Al Nassr ở Ả Rập Saudi. Thương vụ này đã đưa CR7 vào vị trí cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử, với mức thu nhập hàng năm lên đến 213 triệu đô la Mỹ, khoảng 5.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là mỗi giờ thi đấu, Ronaldo sẽ thu về hơn 24,4 nghìn đô la Mỹ, khoảng 577 triệu đồng. Cristiano Ronaldo không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp bóng đá, mà còn là một ngôi sao mạng xã hội với hơn nửa tỷ người theo dõi trên các nền tảng như Facebook 165 triệu và Instagram 598 triệu. Ngày còn thi đấu cho MU, áo đấu số 7 của Ronaldo trở thành một món đồ hết sức đắt hàng. Các cổ động viên xếp hàng dài để sở hữu chiếc áo này, và doanh thu từ việc bán áo đấu của Ronaldo trên các hệ thống bán hàng trực tuyến hợp tác với MU cũng thiết lập kỷ lục mới. Theo lovetsales.com, chỉ trong 12 giờ sau khi bán, phiên bản áo đấu của Ronaldo đã mang về 45 triệu đô la Mỹ, tương đương 32,5 triệu bảng Anh. Đây cũng là kỷ lục doanh thu bán áo đấu của một cầu thủ tại ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, thương hiệu đồng hồ xa xỉ Jacob và Co đã hợp tác với Ronaldo để tạo ra bộ sưu tập đồng hồ độc đáo. Bộ sưu tập này bao gồm 4 chiếc đồng hồ có giá từ 28.000 đến 145.000 đô la Mỹ, khoảng 663 triệu 3,4 tỷ đồng. Trong đó, một chiếc đồng hồ có khắc hình ảnh Ronaldo ghi bàn cho MU trong trận đấu với Champions League mùa giải năm 2012-2013 đã tạo nên cơn sốt. Forbes cho biết trong mùa giải năm 2021 đến năm 2022, thu nhập của Ronaldo đạt 115 triệu đô la Mỹ, giúp anh trở thành vận động viên có thu nhập cao thứ 3 trên thế giới. Không chỉ thành công trên sân cỏ, CR7 còn chứng tỏ sự tài năng trong việc tạo dòng tiền từ các hoạt động ngoài bóng đá. Ngoài việc có hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với Nike, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo khác với các thương hiệu lớn như Herbalife, Tag Heuer, dầu gội Clear, Armani, Castrol, Egypt Steel, Italia Independent. Điều này đã biến Ronaldo trở thành biểu tượng quảng cáo đình đám trên toàn cầu. Cristiano Ronaldo cũng là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất từ Instagram. Chỉ một bài đăng của CR7 trên nền tảng này có thể có giá lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Theo The Guardian, anh kiếm hơn 40 triệu đô la Mỹ mỗi năm chỉ từ việc quảng cáo trên Instagram. Theo công ty nghiên cứu Hopper, Ronaldo có thể kiếm tới 2,3 triệu đô la Mỹ, khoảng 57 tỷ đồng, cho mỗi bài đăng quảng cáo trên tài khoản Instagram cá nhân. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là người được trả số tiền cao nhất cho mỗi bài đăng quảng cáo trên nền tảng này. Một biểu hiện rõ nét về tầm ảnh hưởng của Ronaldo là hành động từ chối uống Coca-Cola tại cuộc họp báo Euro 2020. Trước trận Bồ Đào Nha Hungary, anh đẩy hai chai Coca-Cola ra xa khỏi tầm nhìn và thay vào đó là lời khuyên uống nước đi. Điều này đã khiến giá trị thương hiệu Coca-Cola giảm hàng tỷ USD. Không chỉ thành công trên sân cỏ, Ronaldo còn là một nhà đầu tư thông minh trong bất động sản. Năm 2015, anh tiết lộ về những dự án đầu tư tại ba địa điểm gắn liền với cuộc đời anh, Funchal, Lisbon và Madrid. Anh cũng tích cực đầu tư vào các hoạt động ngoại bóng đá. Điều này thể hiện sự thông minh và khả năng quản lý tài chính đáng kinh ngạc của anh, giúp anh xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời thường.